với kênh Kho Việc Làm. Kho Việc Làm kính chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Hôm nay Kho Việc Làm sẽ chia sẻ với các bạn công việc là nhân viên tập vụ tại showroom Toyota Tân Cảng ở Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm việc làm nhân viên tập vụ, hoặc là biết người thân người quen của mình đang có nhu cầu tìm việc làm nhân viên tập vụ, thì hãy xem hết cái video này để biết thông tin của đơn vị tuyển dụng, để mình ghi lại thông tin liên hệ và nộp hồ sơ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất nha. Và nếu mà thấy video này hay ý nghĩa thì hãy tặng cho kênh một like và một đăng ký kênh để theo dõi những công việc làm mới nhất mà Kho Việc Làm cập nhật hàng ngày cho các bạn. Và chúng ta bắt đầu vào công việc. Là công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng, là showroom Toyota ở Tân Cảng đang cần tuyển là 5 nhân viên tập vụ làm việc cho showroom ô tô của mình. Số với mức lương là từ 5 đến 7 triệu, là yêu cầu là nam nữ từ độ tuổi là 18 đến 47 tuổi nha các bạn. Đó, nhớ nha. Mô tả công việc nè, là thực hiện các công việc vệ sinh thường xuyên và định kỳ trong khu vực được phân công, thu gom, phân loại và vận chuyển rác đến nơi quy định đối với các loại rác có chứa trong thùng, ta được phân từng khu vực riêng, và mình sẽ có nhiệm vụ là mình tới khu vực của mình gom những cái bọc rác đó, mình đem mình bỏ vào cái khu vực chứa rác đúng nơi quy định. Rồi ghi chú vào sổ trực cá nhân các công việc hàng ngày và các công việc phát sinh thường bất thường, điền thông tin trong bản kiểm tra từng khu vực đó. Thì cái đó là những cái quy định mà công ty nó đề ra, nó có cái bản để mình điền. Thì khi mà vào làm việc thì họ sẽ hướng dẫn mình điền những cái bản đó, thì làm một hai lần là các anh chị quen nè, nên các anh chị yên tâm nha. Rồi, quản lý chịu trách nhiệm với vật tư, dụng cụ, trang thiết bị làm việc được giao. Đó, cái này là các anh chị đều hiểu là làm bất cứ ở đâu cái công việc tập vụ này sẽ được bên ban quản lý họ giao cho mình, cung cấp cho mình những cái trang thiết bị, dụng cụ để mình làm vệ sinh, và mình có trách nhiệm mà bảo quản, quản lý cái những dụng cụ đó. Và cơ bản là những cái lau chùi dọn dẹp đó là hầu như là các chị nào đã làm qua công việc tập vụ hoặc là chưa làm cũng hiểu được cái tính chất công việc đó là làm như thế nào rồi, nên các anh chị cứ mạnh dạn vào làm. Còn điền mấy cái phong mẫu hàng ngày á, theo sự quản lý á, để cho người ta quản lý á, thì họ hướng dẫn cho mình điền vào cái bảng đó một hai lần là các anh chị biết, nên các anh chị cứ tự tin nộp hồ sơ nha. Yêu cầu khác là cẩn thận, chăm chỉ, có sức khỏe, ưu tiên những người có đã từng làm việc qua, vệ sinh qua những cái tòa nhà rồi, những cái trung tâm thương mại, tòa nhà chung cư hay là những khách sạn rồi, thì đó là một ưu tiên. Rồi quyền lợi được hưởng nè, thu nhập là từ 5 đến 7 triệu đồng trên một tháng, hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động, như là ký hợp đồng lao động, đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, rồi được hưởng lương tháng 13 và được hưởng tiền Tết, được hưởng 12 ngày phép một năm, sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề theo cái tiêu chuẩn của công ty, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động hiệu quả, ký hợp đồng sau 2 tháng thử việc. Đó là một số thông tin cơ bản mà bên showroom Toyota Tân Cảng họ cung cấp cho các bạn, nên các bạn hãy nghe lắng nghe thật kỹ và chuẩn bị hồ sơ bao gồm là đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, sổ hộ khẩu chứng minh có sao bên công chứng và giấy khám sức khỏe của bệnh viện hay là phòng khám nào đó. Các bạn chuẩn bị xong hồ sơ đó thì các bạn vui lòng liên hệ với chị Hoa tại địa chỉ số 220 Bích, đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cái chỗ này cũng là một cái showroom Toyota trên đường Điện Biên Phủ đó, nên các bạn chuẩn bị hồ sơ và tới cái địa chỉ đó. Và trước khi nộp hồ sơ thì các bạn liên hệ qua số điện thoại 0353566207 để liên hệ gặp chị Hoa để hẹn lịch phỏng vấn nha các bạn. Đó, mình có để lại thông tin trên màn hình nè. Các bạn hãy ghi lại số điện thoại, địa chỉ
để liên hệ với chị Hoa để nộp hồ sơ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất. Có việc làm, chúc các bạn, các chị nộp hồ sơ phỏng vấn thành công để có công việc làm ổn định trong cái showroom tô xe này nhé. Cái showroom này khá là lớn và cũng là một trong những cái showroom bán xe ô tô uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, nên các anh chị yên tâm về cái lương bổng và cái phúc lợi tại cái showroom này. Cảm ơn các anh chị đã xem qua video.